Xin chào toàn thể anh em nhé. Hôm nay mình mới cập nhật được một con Omni, phải nói là siêu siêu đẹp anh em. Con này có model là Lookman 505S anh em nhé. Mình mới ship từ siêu thị Nhật về anh em ạ. Về bằng trực tiếp đường máy bay anh em nhé. Đây là cái thùng của nó này anh em này. Cái thùng máy bay của nó về này. Thùng này là con này không phải là thùng xốp anh em nhé. Nhưng mà cái thùng này là nó đóng vào cho mình như này anh em này. Đấy. Đóng vào đi theo con Omni này về. Cái này nó cũng không quan trọng anh em nhé. Cái thùng này nó không quan trọng. Mục tiêu chính của mình nó quan trọng là ở đây này anh em này. Con này mặt phay nhôm màu vàng chanh anh em nhé. Năm nẻ 5S này anh em này. Các lúm nút của nó cực kỳ là đẹp. Nó có một cọng dây nguồn và một cái khiển. Đây là một cọng dây nguồn của nó này anh em này. Ở đây là một cái khiển nhé anh em nhé. Đây là volume này anh em này. Và bên này là input selector, chọn các tín hiệu nhạc vào. Có chỉnh bass này, chỉnh chép này. Và mono shifter này, ba lăng này. Con này cũng có cả lau lốt này anh em này. Anh em đi vào xem cái nội thất của nó nha anh em nhé. Đây là cái hồi gỗ của nó này anh em này. Bên trong của cái hồi gỗ này, tất cả các con ốc của nó này. Và đây là toàn bộ phần nội thất của nó này anh em này. Nó chạy 4 con tụ lọc, một con tăng phô. Con này nó cao cấp lắm anh em, Lookman. Đây là các cái bo mạch của cái tín hiệu nhạc cấp vào cho anh em nó xử lý qua đây này. Xong mới đưa vào công suất. Và đây là mạch dè của nó này anh em này. Dè âm sắc này. Con này nó chạy 8 con sò than anh em nhé. Mỗi bên là 4 con. Đây 4 con này anh em. Hơi tối một tí. Và bên này nó là 4 con nữa này anh em. Đấy. Anh em nhìn chân sò nó chưa? Đấy, hai con. Bên này hai con là 4 con. Và bên này của nó 4 con nữa. Đấy, 1 2 3 4. 8 con. Và 4 cái tụ lọc này anh em này. 4 cái tụ lọc của nó cao cấp lắm. Và một con tăng phô. Tất cả cấu tạo linh kiện của nó rất nhiều tụ anh em này. Đây là tụ của công suất này, vì công suất này, toàn tụ bên công suất đấy. Đối xứng bên này cũng thế anh em nhé. Và đây là thanh tản nhiệt của nó này.
anh em mình đi vào cái thông số đằng sau. Con này nó nặng gần 20 cân anh em ạ. Xít 20 cân đấy. Đây là tất cả các chất AV của nó này anh em này. Được bọc đồng hết nhá anh em nhá. Ở đây là cái cổng phone. Nó có cổng CD này. Tuner này, line 1, line 2 này. Jack này. Và các cái đây là cổng táp này anh em này. Có táp 1, táp 2 này. Và đây có mạch làm dề và làm bao được cái này anh em này. Và hai cầu loa. Chọn các tín hiệu nhạc vào. Đây nó có cái mạch này là mạch Li-Fi Sensor. Anh em cắm đúng ấn tay vào đây là nó không nổi cái đèn này lên, mà anh em mình cắm ngược ấn tay vào đây là nó nổi cái đèn này lên. Và nó có cái mạch ba lăng này anh em này. Cái cổng ba lăng này. Ba lăng in. Nghĩa là vào đây anh em. Con này nó chơi loa được từ 4 đến 16 ohm anh em nhé. Đây này. 4 đến 16 ohm. Điện AC của nó 100V. Công suất tiêu thụ là 175W. Anh em nào yêu con này điện cho mình nhé. Con này là mình ship mạng về đấy. Giá là 35 triệu 500 anh em nhé. Cho con âm đi tuyệt vời luôn. Lukman 505S. Có khiển zin. Mình xin cảm ơn một số anh em vừa rồi đã ủng hộ mình rất nhiều. Xin kính chúc anh em một tháng mới gặp nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui và luôn theo dõi, đồng hành cùng Hà Audio Hải Phòng. Xin cảm ơn, xin chào tạm biệt.